tại khu nhà ở xã hội BKMS Hòa Lợi, trung tâm thành phố mới Bình Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành 5.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 1 và khởi công xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2. Đến dự có ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Đề án nhà ở an sinh xã hội BKMS được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt thực hiện tại 43 địa điểm phát triển công nghiệp đô thị của tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích đất xây dựng là 200 hecta, tổng số căn hộ xây dựng là 64.700 căn, vốn đầu tư 12.096 tỷ đồng. Chỉ hơn 4 tháng sau khi đề án nhà ở xã hội BKMS được phê duyệt, ngày 24 tháng 2 năm 2012, tổng công ty BKMS IDC đã khởi công xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 1. Đến nay, tổng công ty BKMS IDC đã xây dựng và bàn giao gần 5.000 căn hộ, qua đó giúp ổn định cuộc sống cho hơn 15.000 người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ thành công của giai đoạn 1, BKMS IDC tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 của đề án. Theo đó, tại khu Vị Sinh, thị xã Thuận An và Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, BKMS IDC khởi công xây dựng tiếp 10.000 căn hộ. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ có nhiều cải tiến với nhiều loại căn hộ hơn, từ 30m² đến 70m². Đồng thời, BKMS IDC đang nghiên cứu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chọn địa điểm xây dựng nhà ở xã hội tại thị xã Dĩ An, vùng phát triển công nghiệp lớn của tỉnh, đang có nhu cầu về nhà ở rất lớn. Các nhà đầu tư mới họ cũng rất là quan tâm đến vấn đề cuộc sống của người lao động, cũng như họ quan tâm tới vấn đề nguồn nhân lực rất là quan trọng để đóng góp cho quá trình phát triển của họ, và họ có một cái lợi thế cạnh tranh tốt nhất để mà coi như vậy là đóng góp trong cái việc thu hút đầu tư cạnh tranh với các khu vực như Trung Quốc, như các nước chung quanh chúng ta. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, từ một tỉnh nông nghiệp qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Bình Dương đã trở thành tỉnh phát triển công nghiệp có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước và là một trong năm địa phương của cả nước có nguồn vốn FDI vượt ngưỡng 20 tỷ đô la. Trong thành công của kinh tế xã hội Bình Dương, có vai trò đóng góp rất lớn của 800.000 lao động từ khắp mọi miền đất nước đến làm ăn sinh sống. Lực lượng lao động này đang trở thành một nguồn lực quan trọng đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế xã hội Bình Dương theo hướng ổn định và bền vững. Tuy nhiên, do những cơ chế chính sách chưa đồng bộ và thiếu hợp lý, trong một thời gian dài, người lao động chưa tiếp cận được các dự án nhà ở xã hội, phải sinh sống trong các phòng trọ nên gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm chính trị, thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa phải đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã triển khai đề án nhà ở an sinh xã hội BKMS và giao cho công ty BKMS IDC thực hiện. Bên cạnh việc phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, phải chú trọng quy hoạch các dự án về nhà ở an sinh xã hội. Nó được xác định là một trong những nhân tố quan trọng để thu hút đầu tư bền vững, tạo môi trường sống tốt, an cư, lạc nghiệp cho người lao động đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, Bình Dương đang đi đầu cả nước về phát triển kinh tế. Mô hình phát triển kinh tế của Bình Dương đã và đang trở thành hình mẫu để các địa phương nghiên cứu học tập. Đề án nhà ở xã hội BKMS cũng trở thành đề án nhà ở xã hội lớn nhất của cả nước mà Bình Dương đang triển khai. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng bộ chính quyền tỉnh Bình Dương với mục đích không chỉ phục vụ cho nhu cầu cho người lao động an cư lạc nghiệp, tiếp tục cống hiến đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, mà còn góp phần vào quá trình phát triển đô thị của Bình Dương theo hướng đến trước năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Về phía Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội hoàn thiện các dự án luật liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, trong đó có nhà ở xã hội để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia. Thì tôi đề nghị chủ đầu tư tập trung để gắn phát triển công nghiệp với phát triển nhà ở, nhưng mà đặc biệt là gắn phát triển nhà ở với phát triển các dịch vụ để phục vụ con người. Trong đó làm thế nào để có chỗ làm việc thuận lợi nhất, gần nhất. Thứ hai là có chỗ mua sắm thuận lợi nhất. Học hành của con em họ thuận lợi nhất. Rồi đi gửi trẻ cũng vẫn thuận lợi nhất. Đó chính là những nhân tố để giảm cái chi phí cho người lao động.
mô hình nhà ở xã hội BKMS là đề án có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Bình Dương phát triển ổn định và bền vững. Để giai đoạn 2 của đề án tiếp tục triển khai thành công, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của chủ đầu tư để người dân được tiếp cận với các căn hộ nhanh chóng và thuận tiện, biến ước mơ an cư của người lao động trở thành hiện thực.